dừng chân buổi trưa ngày 26 tháng 2. Phía trước mặt là một con đường lên đèo và một con đường đi vào hầm. Chuẩn bị cho bữa trưa. Phong cảnh cực kỳ hữu tình. Bên cạnh là một chiếc hồ rất to lớn. Hồ rộng mênh mông. Các ô tô đi qua nhìn thấy phong cảnh này và nhìn thấy chiếc ô tô nhỏ bé cùng với các một bữa trưa chuẩn bị, các tài xế chắc chắn là đều rất là thèm muốn. Người ngồi áo đen phía bên trong quay lưng lại chính là và chủ của chiếc xe.